Cái gì? Ô sếp ăn hai Inferno, hai Xbow và đại bàng ư? Idol Star đánh giáp la lô quen thuộc. Ui, này Star đánh đầu à? Có biến gì mà Star lại đánh đầu thế này? Ok, chào Hoàng Hải fan cứng. Và các bạn lưu ý là lúc mà bình luận livestream tớ không chào được anh em hết thì các bạn cũng thông cảm, bởi vì để tập trung vào trận thi đấu cho nó hay. Xếp nào đây. Rồi, như vậy là đã bắt được Igbo, Inferno, Tháp Bom. Tốt. Đúng rồi, đang dắt Queen ở phía hướng góc 3 giờ đi vô. Pha này có xe phóng gỗ à? King có ở đây rồi. Bạn sẽ có hai siêu công thành binh để mở tường. Đáp xương bộ. Được, thoải mái. Tầm này em Queen có ngựa bắt thoải mái. Tesla này là xong này. Nguy hiểm ở chỗ cái trụ quản giáo thôi. Rồi, tới luôn, tới luôn. Đã có gồng kinh và xe phóng gỗ trong tình huống này. Ok, vào đi sếp. Oh, Queen, come on. Tới luôn bạn ơi. Rồi rồi, đầu tư tiếp pha phá tường nữa. Và như vậy là xe phóng gỗ đã mở lối cho King Queen đấy. Queen cũng đã đỏ lò máu rồi. Ui dồi, bom đèn, hút được bom đèn. Kinh hóa Phượng Hoàng. Rồi Champion cũng bắt đầu vô. Là lô dồn hướng ở góc 3 giờ, em Queen có độc hay là Headhunter vào bắt không? Đúng rồi, hai bạn Headhunter chạy vào bắn chùa. Uy tín đấy, nhưng mà bị bắt mất một cháu rồi. À, vẫn kịp bắt em Queen. Ở góc 9 giờ đang dồn tiếp số anh em còn lại. Tốc luôn, có luôn. Pháo này đá rồi, Champion chuẩn bị dứt đi. Quản giáo không? Đúng rồi, đẹp lắm sếp ơi. Hy sinh cho Royal Champion. Cả này, lách cây thổi gió phát nào, chạy. Nhanh lên Bloon, oh no, quả xoáy. Bom đèn, bom đỏ. Ô, bạn vẫn còn lava cơ mà. Bạn vẫn còn lava và 3 balloon nữa. Ăn được pháo đầy đá chưa? Đúng rồi, gọn rồi. Nhưng vấn đề số lực lượng anh em còn lại có chịu được nhiệt không? Khi mà vẫn đang còn Royal Champion. Hai Headhunter chạy vào. Liệu có nhanh được không? Oh no, không ổn rồi. Và như vậy là tạch lô đến từ Idol Star. Oh, Idol thì cũng có trận giết trận giáp. Và đây là trận giáp rồi. À, Vân Lâm biết chỗ nhập mã rồi đúng không? À, thì trông nữa nhanh tay thì có đấy em. Sếp ơi, cố gắng 8x đi sếp ơi. Rồi 8x rồi. Oh my god. Không kịp 82 mất. 81% cho Star trong pha thi đấu mở hàng đầu tiên. Queen Jack Twin Hawk đến từ Mark. Sếp sẽ dắt vào đâu đây? Hai bom đèn. Idol Gaku đặt bẫy cũng khét đấy. Nhưng Mark đã có một pha dò bom uy tín. Toàn bộ bom đỏ đã được phá. Ai? Pha dò bom chất trời đến từ Mark. Uy tín phết đấy. Tức là Gaku có bài đánh bắt chết Queen ngay từ đầu. Nhưng mà hơi tiếc là đã bị phát hiện ra. Ok sếp. Thả like, thả tim, chia sẻ nào các sếp ơi. Trận Navi là hay hết đấy. Rồi
rồi rồi, kinh hóa phượng hoàng đến nơi rồi. Đầu tư tiếp một em phá tường nữa. Úi trời ơi, và như vậy là rất nhiều bom bẫy ở cụm này đến từ vị trí của Gaku. Vâng, bạn muốn bắt Queen bằng chết thì thôi. Cơ man bom đen bom đỏ phá được ở đây là rất nhiều rồi. May mà sếp này cũng mang nhiều balloon để thăm dò. Địch bầu mặt đất đang tẩm quất thanh niên King và múc thanh niên Queen. Đúng, mất gồng Queen luôn. Và như vậy là bạn sử dụng khí cầu chiếm Plym ở góc 9 giờ, bật luôn quản giáo để Headhunter chạy vào bế được King. Em Queen đang cố gắng đục sâu hơn nữa vào khu phía trong, vẫn đang còn một bình xương và tàng hình cuồng nộ cho lính clan không. Đó, đã ăn chặt được nhà chính rồi. Đầu tư quả đóng băng bịt máy bắn đá và X-Bow mặt đất lại. Cánh bên này thì bạn vẫn đang còn rất nhiều spell. Hoặc đang vô tới tấp lắm. Một pha đóng băng trượt máy bắn đá không? Không, bằng chính xác và thêm ngay bình cuồng nộ nữa cho đội quân rồi. Rồi Champion đang ốp chặt vào. Ồ, vâng, 3 sao rất sáng đến từ Mark. Rồi tới công chuyện với Philippines. Các bạn Dark Star đang có một pha đi Queen rất chất lượng. Băng tiếp cả X-Bow mặt đất lại để cứu em Queen. Kéo Roy Champion. Sợi đúng rồi. Nẹt lắm. Và như vậy là trong lượt đánh đầu tiên thì Dark Star đang vươn lên với tỷ số là 3-2. Ghê thật. Dark Star và ngôi sao đen, anh em nhìn logo không thấy đâu ngoài cái vạch vàng kìa. Wow, một trận đi Queen mà ba tướng còn tranh máu, đó chính là Roy Champion, quản giáo và Queen. Vấn đề là bạn dò bom rất hay ở trong tối ngày hôm nay. Hay, sếp bình luận thế thì sếp đi đánh đi cho anh em thấy hay là sếp. Ô rồng điên đến từ Kazuma à. Nẹt đấy. Tớ thích, tớ thích. Vâng, để xem Kazuma múa rồng điện sẽ như thế nào. Lần này không đi Queen nữa. Rồi luôn ạ. Uy tín thế nhờ. Đúng, đã bốc được cây Edifan. Hay đấy. Archer đang đầu tư tiếp ở góc 12 giờ. Minion có mặt. Để xem chúng ta sẽ tấn công tiếp vào đầu đề. Ồ, và như vậy đi ngược hai cây thổi gió đến từ Kazuma. Không có set nhưng bạn đánh với 7 bình băng. VIP đã bịt hai cây thổi gió cực kỳ nhanh tay và khí cầu chiến đang chạy thẳng một mạch vào khu vực nhà chính có cháy hay không. Nhưng có rất nhiều bom đỏ. Nhà chính sẽ bay màu trong pha này bởi Zeti và Bloon. Uy tín rồi. Múc luôn cái pháo này đá. Ui trời. Bịt em Queen vào máy bắn đá bên này này. Đúng. Cuồng nộ vào đấy luôn. Cuồng nộ cho Queen máy bắn đá luôn chết. Nghe em làm cái cuồng nộ là con Queen nó đứt ngay mà. Vẫn bằng. Xếp cuồng nộ bên Roy Champion. Bốc được Ice Golem mới đau chứ. Rồi, bình tĩnh nào. Đang còn Inferno một tia, một băng, một độc. Nhưng mà lính clan của bạn thấy sẽ không còn nữa đâu. Cứ bình tĩnh. Xoáy này nó nằm ở đâu mà chưa thấy ta. Vẫn đang còn gồng King Queen mà. Vẫn đang chưa thả Roy Champion mà. Anh em hãy đặt niềm tin vào Kazuma và chấp nhận chết rồng ở góc 6 giờ. Và hẹo quản giáo ở góc đấy luôn. Độc dược đã có. Headhunter chạy vào bắt được thanh niên King rồi. Tốt lắm bạn ơi. Bật gồng King. Ồ, cái tháp độc dược nó sắp bung. Đúng đúng đúng. Bịt nó lại đã. Bịt nó lại trước khi nó bung. Rồi rồi. À, độc dược nó vẫn bung luôn rồi. Ái, xoáy đây rồi. Vâng, Roy Champion chưa giao bánh đâu. Đúng rồi, rồi. Một trận thi đấu 3 sao đẹp đến từ Kazuma với rồng điện của bạn ấy. Hay thế nhở. Ôi sạch trời, giao bánh kìa. Hết nước chấm rồi bạn ơi. Và như vậy đã lấy lại tinh thần cho Na'Vi sau pha đánh bằng rồng điện này. Thôi, quay quay cũng thế thôi, 3 sao rồi. Rồng này đến từ Kazuma nhỉ. Kìa sếp. 3 sao đẹp nha. Uy tín luôn bạn ạ. Super Blow Smart vào cái nhà dạng box bay này cho sếp. Tới thôi, tới thôi.
Chào tất cả anh em nhá. Để xem bạn số 4 sẽ đi queen như thế nào đây. Và các bạn lưu ý là cuối giờ mình sẽ có mã giveaway mua bay trên Clash Chat, mình đã ghi ở phần bình luận, anh em nhớ đọc và check trước đi. Chốc nữa chỉ cần nhập mã vào là xong. Nghiên cứu cách nhập đi nha. Đúng rồi. Quản giáo đã bốc được. Về cái kho. Thằn lằn phun độc rồi ta. Thằn lằn hẹo. Thằn lằn hẹo rất nhanh luôn. Phóng lửa cụm khu vực góc hướng 12 giờ. Bên này thì sẽ ra sao cho sếp đây ta. Rồi, cannon nằm rồi đó. Bowler thành nát đã. Đầu tư tiếp em balloon ở trong tình huống này. Rồi, nhỏ bom các thứ cũng căng đấy. Ô, quản giáo ăn đại bàng nhẹ nhàng thế nhờ. Để xem trận này sếp có làm trận 3 sao nữa không. Queen, King, Electro Titan. Bowler đi từ hướng dưới này đi lên. Mô tả đang bắt vào xe phóng lửa. Nhảy hay phá tường nào sếp? Ồ, bạn vào phá tường nó hơi muộn không? Bạn vẫn cần phá tường hoặc nhảy trong tình huống này. Nếu không là hẹo hết đấy. Quyết định bật gồng quản giáo luôn. Super Bowler nó ném một phát hai con Headhunter nằm luôn. Chết sạch Bowler rồi. Đừng nói trận đấu 3 sao đầu tiên chỉ là tai nạn nha chép. Tình hình là không còn Bowler nữa rồi. Khả năng Bowler thành nát thật rồi. Giao bánh đi thôi chứ còn gì nữa. Giao bánh để cứu con TT chạy sang bế cái pháo để đá sếp ạ. Ca này không cứu con TT nữa rồi. À kìa, đúng rồi, vẫn bốc được pháo để đá. Cố gắng quay về bơm queen đi. Thôi xong. Phần trăm ít hơn Navi rồi. Hồi nãy là Idol Star đã đánh được 81% phá hủy. Và sếp bây giờ ồ thế thì hơn 81 rồi. Chắc chắn là hơn 81. Em queen gồng mà. Đấy, 79 rồi đó. Này. Múc được cái tháp. Đấy, 81 luôn rồi. Ồ. Ồ, vâng thua 0,2% phá hủy. Càng đấy. Anh em Navi này đổi gió phết nhở. Được đấy. Chất chơi đấy bạn ạ. Rồi balloon rồng điện xả đá có. Ok, đầu tư quả gồng rồi sếp. Đúng rồi. Bốc hay quá. Tiếp tục vẫn là thả đá vào cụm phía trong nữa. À, con gì ở trong thả đá với ta. Cuồng nộ để rồng điện giật bắt em Queen. Một hit bạn nằm luôn bạn ạ. Đúng rồi, em Queen đã hẹo. Inferno nhiều tia, nó giật một đường thôi. Nó giật đúng một đường thôi. Bịt thổi gió và Inferno một tia ở đấy. Cái gì thế này chép? Cái gì thế này? vẫn 3 sao. Được. Bởi vì tướng đang còn mà. Rồi champion giao bánh ở đây này. Ăn xong Inferno là giao bánh này. Đúng rồi. Có. Bạn đấy có cái gì để sửa cái nhà chính này nó khỏe lại đâu. Baby vẫn còn. Ăn xong cây air defense cái là Baby vô thôi. À. Rồi champion. Queen quay vào trong. Rồi cố gắng cắt đi anh em ơi. Vẫn 3 sao thôi. Bởi vì gồng Queen nữa là đẹp mà. Rồng điện giật phát bay hết 3 công trình này. Ai đấy. Lọt khe vào trong. Đây đúng rồi. King còn sư tử băng giá nè. Trời, một trận đấu rồng điện tiếp. Hay nữa đấy tụi nào vì.
Hay rồi. Độ này em đánh lính bộ rồi. Em chuyển sang Golem Witch rồi. Sớm mai mình sẽ post video cho anh em xem. Bài đã lắm. Đây là Queen Shark Twin Hop, có thần chú thu quân đến từ Jet Tribe. Queen Sneaky Goblin cắt góc đẹp đấy nhỉ. Ô, bạn không bơm cuồng nộ cho Queen à? Sếp hơi bị liều đấy. Đúng rồi. Balloon bạn ơi. Cho Balloon vào thăm dò đi bạn ơi. Xe phóng lửa và đưa Giant đỡ xem có gì ở trong đấy không. Mất trụ Archer. Bây giờ mới thả thêm Whistler à? Chắc là bạn tính để không bị đại bàng nó bắn sớm đấy. Em Queen té sang cánh ở bên cạnh góc 7 giờ. Lệch một chút xíu. Tới đi bạn. Chào tất cả anh em mới vô nhá. Bình tĩnh mà dắt Queen đi bạn ơi. Ố rồi. Như vậy sếp đã phải bật gồng Queen rồi. Bơm tiếp cuồng nộ đi ạ. Tàng hình cho Queen trong tình huống này. Bằng em Queen lại. Đúng rồi. Kinh phía cánh ở trên kia vào ăn được kinh của đội bạn không? Có lẽ là không bởi vì Headhunter đang bắt ác lắm. Mất Queen rồi. Ô thôi 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 thôi. Rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Xong hẳn rồi xong hẳn rồi. Đi Queen Shark Hybrid mà tầm này Queen chết kinh chết. May mà ăn được nhà chính. Ui xe phóng gỗ cũng thủng lốp luôn rồi. Bị mấy em xương ra nó cho thủng lốp hết rồi. Ôi thôi 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 thôi, lên món rồi, lên món rồi, anh em lên món. Anh em lên món đi thôi. Chứ tầm này thì Hawk ăn ngập mồm rồi. Vâng, Hawk đãi cả đàn thế này. Chứ đỡ làm sao được. Giao bánh rồi cũng thế mà. Tầm này còn bạn còn bốc và ô may mắn trúng ngay em lava thế này thì đúng khó đỡ. Bốc thanh niên kinh mà cũng không thành công nữa. Thì kia thả hết Hunter vào một bế nốt thanh niên kinh đi. Ui giời. Độc dược có mặt và như vậy bạn cũng chỉ kéo lên được 80. Đứt rồi. À, vẫn ăn được 81%. Miner. Và tình hình là hết cứu dành cho bên Darkstar. Lệch rồi. 8 sao, 7 sao mà còn thua 100% phá hủy cơ mà. Skelly. Hay là Sui Hawk này 5 xương và 3 tàng hình. Vâng, đánh với tinh thần cửa trên. Ok, đúng là Skelly Mass Hawk rồi. Cái gì? Ô. Sếp ăn hai Inferno, hai Expo và đại bàng ư? Ông Trùm đánh hót. Ông cái gì thế này? Đây rồi, tới công chuyện với Chin Te. Ôi rồi ôi. Vâng, xin thề bảo để tớ bày cho các bạn đánh hawk này. Này mới đánh hawk này xem này. Né ra để tôi biểu diễn cho. Kinh đang đi lên và sẽ bốc được em Roy Champion. Ui, sườn nó phá đẹp thật đấy. Lính chủ nhà là Ice Golem và Rocky Bloom. Tới công chuyện thật chứ. Nhà này còn gì đâu sau pha Skelly vừa rồi. Khó thế mà sếp cũng nghĩ ra được. Trận này 3 sao thì chắc chắn là highlight rồi chứ còn gì nữa. Rồi, kinh vô, Hawk tràn vào trên góc hướng 12 giờ. Bật gồng quản giáo, phá bom bẫy đi, cái tháp bom ở đây này. Nguy hiểm lắm, phá gồng chiến thuật.
Và có lẽ là chấp nhận đốt từng đấy hog để ăn nhà chính. Tớ nghĩ là vậy. Bạn ấy sẽ đốt từng đấy hog luôn. Bởi vì nó sẽ nổ mà. Đây. Bạn đang còn cất dành 10 hog cái này. Và máy khoan chiến tranh sẽ ùn hết ở cụm khu phía dưới. Và chờ Royal Champion vào nữa. Đây rồi, đây rồi. Hog vô đầu tư đóng băng. Và hai Headhunter chạy đây để bế nó đi. Queen nằm đi. Một hit nữa. Cho nó nằm luôn, nằm hẳn luôn. Em Queen bật gầu, đục tường. Và TT vẫn đang còn ở đây. Royal Champion vẫn đang còn giao bánh. Ui trời ơi, một rừng bom đỏ bay lên cho Phượng Hoàng. Một trận thi đấu Skelly Donuts 45 hog đến từ chín thè là quá hay. À mà còn gì, à Zeti ở trong clan không tính. 45 hog và pha Skelly quá đỉnh. Đây mới gọi là ông trùm đánh hog này. À, Queen chắc Twin hog tiếp rồi. Lại hog nữa. Ok. Để xem nào, để xem. Và thả xương quá hay chứ bộ. Queen nữa này. Trận của Synthe là highlight đó. Lâu lắm rồi Synthe mới lấy lại được tinh thần như thế. Đúng rồi bạn. Đúng rồi, múc đi. Xét tỷ kinh các thứ này. Ồ, và như vậy bạn đầu tư bình nhảy cho Queen luôn. Tầm này đừng có hẹo Queen nha sếp nhá. Lính clan với cả là pháo đầy đá ra là bạn hết cứu đó. Bơm cuồng nộ luôn từ sớm chắc ăn. Độc, đúng. Chứ không Headhunter nó tầm quất mất. Và rõ ràng là bị pháo đầy đá nó bắn kìa. Vâng, bạn quyết định gồng Queen luôn rồi. Bạn sợ à? Bạn đang còn nhiều máu thế mà bạn sợ à? Tiếp tục là cái cuồng nộ cho Queen. Vẫn rén lắm. Tôi chỉ sợ là em Queen quả này là nằm luôn đấy chứ. À, nhích thêm một bước, bạn thả tàng hình lệch quá rồi. Bạn thả tàng hình lệch quá. Đấy, không, vẫn lệch. Vẫn lệch và Phượng Đại Bàng nó vẫn bắt được Hitler cơ mà. Bật gồng quản giáo. Để chết mấy em Hitler lãng xẹt thật, trong khi vẫn đang còn hai cái tàng hình. Ý thật sự chứ. Quả này thua thì đúng rồi. Bạn bị thả nhầm mất. Hai Headhunter chạy vào bốc được Royal Champion của đội bạn. Ồ, phần trăm phá hủy sao đang ít vậy ta. Ồ, ít ta. Ui thôi, mấy cháu hóc này cứ nghĩ là ngon ngon. Ơ, được không? À, bom đội. Ồ, Royal Champion vẫn đang còn thở. Kịp không sếp, kịp không? Tớ mong là bay vẫn làm trận thi đấu 3 sao để lượt cuối chúng ta xem cho nó gay cấn hơn. Ui, không ổn rồi, không ổn rồi. Tesla và trụ quý giác nó bắt mất. 25 giây thì mid time. Royal Champion đừng có hẹo. Tê tê. Trời ơi, một giây nữa thôi. Cái tê nhá. Cái Tesla. Cái Tesla bạn bựa quá. Oh no. 95% dành cho Daryl. Giáp là lô à. Ok ok. TikTok 9 giờ nha các sếp nhá. Đấy. Như vậy sếp vừa ăn được cái tháp và Inferno. Ô, cái câu chiến vào đây để ăn luôn. Ồ, rung điện á. Ô, cái gì thế này? Này lại có bài đánh rung điện nữa à? Ái chắc. Ôi chắc. Múc được đại bàng rồi kia kìa. Ồ, VIP nhè. Cái Tesla kia không hạ được, chứ hạ được là đẹp luôn. À, phút cuối. Ừ, đúng rồi. Đúng phút cuối rồi đúng không? Rồi. À, hồi nãy là đúng giây cuối luôn chứ phút cuối gì nữa.
Vua bóng ma đến từ Cloud này. Như vậy trận thế là trận của Shinte là highlight rồi. 45 ho Skelly ho cái quá hay luôn rồi. Đầu tư phá tường vào. Bom nổ. Cả này cũng thế thôi. Kinh hóa Phượng Hoàng. Em Queen bốc được lava đi thì đẹp. Ô Queen cũng đỏ rồi đó. Thôi gồng Queen thôi. Ô và như vậy là hẹo Queen luôn trong tình huống này. Không biết ăn được Inferno không. Đúng rồi, sếp phải đầu tư cái đóng băng để ăn Inferno trước khi quá muộn. À vẫn không ăn được thổi gió. Đùa. Như vậy là đầu tư rơi để nhiễu cái Elephant. Nhưng sếp mới cũng sẽ phải tấn công hướng này thôi. Bởi vì là nhà chính nó ở đây mà. Bình tĩnh nha sếp. Thôi đánh 2 sao thôi họ thua luôn mà. Không cần phải 3 sao đâu. Dường như là sếp Cloud đang tìm kiếm cho mình một trận thi đấu 3 sao. Rồi 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 xong bạn luôn. Rồi tới công chuyện rồi. Cái tháp pháo đầy đá. Một hit nữa cho nó nằm hẳn đấy kìa. Một hit thôi. Đúng rồi quản giáo đẹp lắm. Vẫn đang còn tốc và băng. Ô bạn xài băng ở đâu? Queen à, tầm này đang còn tầm Queen 90 à? Ô kìa. Ô căng thế. Tầm này còn Queen 90 là căng đấy. X bầu chỉ là mặt đất nhưng vấn đề nó có Tesla xung quanh cơ. À. Hai sao? Hai sao dành cho Cloud. Hai ba cái Tesla ở đây thì khoai lắm. Không ăn được. Ok. Đúng rồi, Shinte này đánh 3 sao rồi. Ở đây là Jun Gaming đánh chốt. Ở tầm này thì lại Queen Jack Twin Hawk. Tối nay anh em ăn heo ngán lắm rồi. Zeti. Ôi nhưng mà đã vào sâu để ăn nhà chính đâu ta? Hay là bạn cố tình hạ cánh ở đấy? Và cũng không ăn được Inferno rồi. Thôi xong bạn luôn rồi. Anh em tầm này món heo gì nữa thì chế biến nốt đi thôi. Chứ tôi là ngán lắm rồi. Heo quay này tôi ngán lắm rồi. Úi dồi, bom bẫy ở đây, Tesla nữa. Ôi, Jun này đánh hay à? Chứ tình hình tôi thấy nó cũng không ổn lắm bạn ạ. Không có phá tường ở đây luôn mà. Chưa thấy bơm cuồng nộ. Trời ơi bơm muộn quản giá nó bắn cho tụt quần rồi. Mất gồng rồi. Ôi thôi thôi. Đánh đấm thế này thì bốc ruốc. Nhòe nhoét thật rồi. Sang TikTok thôi anh em. Từ từ đã. Tớ còn đưa mã giveaway cho các sếp mà. Xong lượt này tớ sẽ đưa mã giveaway cho anh em. Ôi xoay. Bơm tiếp bình cuồng nộ nữa này. Thanh niên kinh vào đâu. Hawk đã có mặt rồi kia kìa. Anh em còn ít giây nữa thôi là mình sẽ đưa mã giveaway cho các sếp. Anh em mở sẵn cái tab Blast Charm ra đi. Ông nhanh tay ông được. Đúng rồi, bịt máy bắn đá đại bàng lại. Làm trận 3 sao ấy chứ. Đã bịt Queen Headhunter đâu. Headhunter chạy hướng nào? Ui thôi chạy đấy để Inferno nhiều tia nó đốt à. Ui bậy thật ý. Mai trưởng. Chạy đâu không chạy. Chạy đúng cái hướng Inferno nó đốt chó. Thế này. 9 giờ Navi đánh ở TikTok bạn. Ôi bạn ơi. Tôi xong thật rồi. Xong thật rồi. Và như vậy là chiến thắng nó thuộc về Navi rồi. Tỷ số là 13-11 thôi chứ còn gì nữa. Tín ngay bạn ạ. Ô thế là trận thi đấu đầu tiên 3 sao chỉ là tai nạn thật à? Ô trận thi đấu đầu tiên là 3 sao chỉ là tai nạn thật rồi. Ok này, mình sẽ lên mã cho các sếp này. Đấy, cái mã ở dưới chỗ thời gian tính giây đó. Chỉ cứu được. Mình đi dẹp vô nó cũng cười đó.
Thật đấy chứ, miếng chân miếng đang đạp cái gạch nó đứng ngồi cười rồi đó. Anh em nhớ xài mã đi nha. Rồi, vâng, mở một tab Clash Champ ra, một một mã thì nhập vào đi. Nhanh tay thì được, chậm chân thì hết. Ok, và xin chúc mừng chiến thắng của Navi với tỷ số là 13-11.